nhằm tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa thiết yếu với chất lượng, giá cả phù hợp. Sở Công Thương Đà Nẵng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ trên địa bàn tổ chức tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm. Theo đó, tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm sẽ được tổ chức từ ngày 4 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 11 năm 2021 tại tiền sảnh siêu thị MM Mega Market Đà Nẵng. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, bao gồm các trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, chuyên doanh, chợ truyền thống, cửa hàng tự chọn, các tuyến phố cửa hàng chuyên doanh, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, kinh doanh dịch vụ du lịch, ăn uống, vận chuyển công nghệ, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử. Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia tổ chức các chương trình khuyến mại với các hình thức như bốc thăm, quầy số trúng thưởng, tặng quà, giảm giá, voucher, combo, mã giảm giá, ngày giờ vàng khuyến mại trong thời gian diễn ra chương trình, mức ưu đãi giảm giá từ 50 đến 100%.